Cơm này người ta chỉ mình nó mua về bắt đầu chế chút xíu, chế nước vô cái bỏ chút xíu đường này vô, bắt đầu mình mới bỏ vô cho ngăn đá. Là bao lâu mình lấy ra ăn nó vẫn tươi vẫn ngon như vậy. Em thử rồi mấy lần. Ăn vừa tươi y như là tôm mới luôn. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình để tận Tết quá mình mua thì tôm nó bị mắc lắm. Cho nên là em mua trước, thì vậy á, rồi bắt đầu mới vô mình vô hộp vậy bỏ vô trong tủ lạnh. Bỏ vô ngăn đá, xong rồi bắt đầu lúc mình nấu lấy ra thì mình chỉ bỏ vô, phải chia ra từ hộp như vậy, mở một hộp như vậy là một lần nấu, để không mình rã nó ra thì nó mất ngon đi. Bữa giờ giờ ở Tết người qua ở đây người ta chuẩn bị như vậy, không có người ta cũng để sẵn vậy chứ để gần tới Tết. Nếu mà tôm này Tết là nó phải 85 riêng một ký. Một ký như vậy là 85 thì nó hơi bị mắc. Bây giờ 65 thì mình chạy mình có mua trước cũng được.